Hôm nay Vi sẽ chỉ cho mọi người một cái quán với cái view cực kỳ chill luôn, ngắm được hết cái tòa nhà Sheraton luôn đó mọi người ơi. Quán này thì cũng mới bán gần đây thôi, Vi nghĩ là ít bạn biết lắm, nhưng mà cái view khi mà mọi người xuống đây tầm khoảng 4 đến 5 giờ chiều á là nó cực kỳ mát luôn, mình có thể ngắm được hoàng hôn nữa đó. Quán thì cũng vừa nghỉ Tết xong, ngày mai là mùng 4 chính thức khai trương bán lại đó nha mọi người ơi. Đồ ăn bên đây thì cũng khá là đa dạng và nhiều á, cái này mà rủ nguyên đám bạn xuống đây lai rai nữa thì còn gì bằng ta. Đồ ăn bên đây Vi thấy làm khá là ngon á mọi người, dao động từ 40 mấy cành nha. Mà nói nghe là ngồi dưới đây á, ngay bờ kè cho nên nó hơi lạnh xíu nha mọi người, có xuống đây lai rai thì nhớ đem thêm áo khoác đó. Cái lẩu ớt này Vi thấy khá là ngon luôn á, cái nước dùng nó chua chua ngọt ngọt giống như chanh ớt vậy đó mọi người. Nè nè mấy bà coi cái view của tôi ngồi ăn có chiêu chưa vợ, cái lúc này đợi xíu nữa hoàng hôn nó sụp xuống bao đẹp luôn nha. Mọi người nhớ coi tới cuối clip nha, Vi có hướng dẫn đường đi đó. Bên quán có tới tận hai view lận đó mọi người, một bên thì mình có thể ngắm được tòa nhà Sheraton nè, một bên có thể ngắm được cầu Quang Trung nữa đó. Ngồi dưới này kiểu gió mát mát hiu hiu á mọi người, rồi hoàng hôn sụp xuống nữa, coi cái bầu trời hôm nay nó đẹp nè mọi người ơi. Và quán này chính là lẩu nướng view sau nha. Mọi người chạy vô cái đường chợ Xuân Khánh cứ chạy thẳng vô hoài luôn. Chạy thẳng vô một hồi thì mọi người gặp cái cầu, xong rồi cứ lên cầu vừa xuống dốc lại gặp quán liền luôn đó nha. Coi được clip này của tôi thì còn chần chờ gì nữa, để mấy đứa bạn lên đây thì tan nó vô đi quán này liền đi nha. Chiêu lắm luôn đó. Bye bye.